Hiện nay, các cơ sở y tế, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thực hiện chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay khi có vaccine. Có con đang theo học lớp mẫu giáo 5 tuổi, chị Nguyễn Thị Thu Hồng ở thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ rất vui trước thông tin con sẽ sớm được tiêm vaccine COVID-19. Theo chị, việc sớm tiêm vaccine cho trẻ là cần thiết, nhất là khi dịch bệnh vẫn đang phức tạp, trong khi nhận thức về thực hiện 5K trong phòng dịch của các con hạn chế. Ban đầu chúng tôi cũng rất là lo lắng cho con, thế nhưng mà khi mà đọc được các thông tin, nhất là trên trang thông tin COVID-19 của chính phủ, thì tôi nhận thấy rằng là cái việc mà tiêm chủng cho trẻ là một điều rất cần thiết, tạo ra được cái kháng thể cho con và giúp con bảo vệ trước COVID-19. Trong cái quá trình tiêm chủng thì nên có những cái hướng dẫn cụ thể đối với cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh nắm được và thực hiện sau khi mà con tiêm chủng về để tránh những cái trường hợp không may xảy ra. Tiêm vaccine để phòng dịch và con được đến trường là mong mỏi chung của phần lớn phụ huynh. Ngay từ đầu năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền để cha mẹ học sinh hiểu tầm quan trọng của việc bao phủ vaccine, tiến hành khảo sát lấy ý kiến, phát phiếu đăng ký tiêm chủng. Nhiều trường có tỷ lệ phụ huynh đăng ký rất cao như trường tiểu học thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi. Ban đầu thì phụ huynh học chưa hiểu rõ, cứ nghĩ là con em mình bị nhiễm COVID dưới 3 tháng thì không đăng ký cho con em mình tiêm. Đến khi nhà trường giải thích, nếu như thấy tiêm phòng chống COVID-19 là cần thiết thì cứ đăng ký cho con em mình tiêm. Cơ quan y tế sẽ xác định xem là thời điểm nào là đủ điều kiện để tiêm. Chính vì thế mà phụ huynh học sinh thì người ta cũng đã hiểu tỷ lệ học sinh đồng ý tiêm của trường tiểu học thị trấn Ân Thi là 88,5%. Ngày 9 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch về việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên bố trí điểm tiêm tại các trường học. Dù chưa có lịch tiêm cụ thể, nhưng nhiều trường học đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để tổ chức tiêm vaccine an toàn. Nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như là phòng tiêm, đội ngũ cán bộ giáo viên hỗ trợ cái công tác tiêm, ví dụ như là làm công tác viết phiếu này, rồi công tác giãn cách cũng như là hướng dẫn phụ huynh học sinh mang con đến tiêm. Đến thời điểm này thì nhà trường rất là sẵn sàng ạ. Chúng tôi đang triển khai vấn đề các điểm tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bố mẹ người giám hộ bắt buộc là phải đưa các cháu đến. Thứ nhất là vấn đề để đảm bảo vấn đề vệ sinh, đảm bảo vấn đề phòng bệnh, thực hiện 5K cho các cháu. Tháng 4 và tháng 5 sẽ bắt đầu triển khai tiêm. Tại tỉnh Hưng Yên, dự kiến trong quý 2 năm 2022, gần 162.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ được tiêm đủ 2 mũi vaccine.